Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Minh Audio. Kết thúc tập trước, nhờ đại đạo quả thực và quy tắc trái cây mà đại hắc miêu mang tới, mà năm người Trương Anh đã thành công đột phá đến võ đế. Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp đan cát, đưa tới sóng to gió lớn. Và không lâu sau, các chủ cũng biết được chuyện này, nên lập tức ban xuống mệnh lệnh, miễn toàn bộ tội danh trước đó của năm người Trương Anh, đồng thời ban cho năm người thân phận trưởng lão. Biết được chuyện này, làm văn xương phó các chủ tức giận không thôi, bởi vì qua chuyện lần này đã làm cho đám người Âu Dương Chính Kỳ có chút nghi ngờ nên văn xương phó các chủ cũng không dám tiếp tục đối với đám người trương anh xuất thủ nữa mà yên lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của phiêu miễu cung quay lại với tổ địa cơ gia trong khi đại trưởng lão đang bế quan để đột phá đến đỉnh phong võ đế thì từng trần cũng nhân thời gian này tính toán để đem huyết mạch cùng thân thể dung hợp xem có thể đạt đến được vô lậu cảnh giới như trong truyền thuyết hay không thế nhưng cho dù hắn có cố gắng như nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn không thể nào thành công được đứng lên thở dài một hơi từng trần cảm thấy cho dù hiện tại bản thân có tiếp tục tu luyện đi chăng nữa thì cũng không có khả năng cảm ngộ đến phương pháp có thể dung nhập huyết mạch với cơ thể. Đây cũng không phải là chuyện chỉ dựa vào việc kiên trì tu luyện là có thể lĩnh ngộ ra, mà nó đòi hỏi cần phải có một loại kỳ ngộ đặc thù nào đó. Trong khi Tần Trần còn đang suy tư về chuyện này, thì trong tổ địa cơ gia liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ, ngay sau đó thiên địa biến sắc, một cổ kinh khủng khí tức trong nháy mắt lan tràn ra, phản phất như có một đầu hồng hoang mãnh thú thức tỉnh. Cảm nhận được cổ khí tức này, Tần Trần liền ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt hiện rõ nét mừng, vì hắn biết, đại trưởng lão đã đột phá đến võ đế đỉnh phong cất bước đi ra ngoài nhìn lên bầu trời tần trần đã thấy một đạo thân ảnh từ trong tổ địa phóng lên cao liên tục cười lớn trông giống như một thằng dở hơi vậy mà người này không phải ai khác chính là đại trưởng lão lúc này có thể nói là đại trưởng lão vô cùng kích động mong ước bao năm nay của hắn cuối cùng cũng đã thực hiện được quét mắt nhìn qua tổ địa một lượt đại trưởng lão cũng nhìn thấy tần trần đứng bên dưới có gắng đè nén xúc động trong lòng xuống hắn vội vàng tiến đến trước người tần trần quỳ một gối trên đất cung kính nói cờ đức uy gặp qua trần thiếu từ nay về sau chỉ cần trần thiếu mở miệng cho dù lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không trối từ nhìn bộ dáng kích động lúc này của cơ đức uy tân trần tươi cười nói ta cũng không cần ngươi phải thuần phục ta chỉ cần ngươi sau này có thể dẫn dắt cơ gia không quên đi giáo huấn của tổ tiên là được nói đến đây tân trần chợt quay đầu nhìn về phía lối vào tổ địa trên mặt hiện rõ ý cười lên tiếng đại trưởng lão ngươi đứng lên trước đi lão bằng hữu của chúng ta tới rồi cơ đức uy nghe vậy thì liền đứng lên trong lòng có chút nghi hoặc lập tức quay đầu nhìn đến lối vào nhưng cũng chưa phát giác được dị động gì mãi đến một lúc sau hắn mới thấy có một đạo thân ảnh từ xa lao tới cả người ẩn chứa vô tận khí tức giống như là một tôn thần linh ngay khi nhận thấy người đến là phó càng khôn làm cơ đức uy trên mặt hiện rõ hoảng sợ khi trước hắn mới là hậu kỳ võ đế nên không cảm nhận được phó càng khôn mạnh đến mức nào thế nhưng lúc này khi đã đột phá đến đỉnh phong võ đế thì hắn mới thật sâu cảm thụ được phó càng khôn đáng sợ nguyên bản tâm tình còn hưng phấn khi trước thì lúc này khi gặp lại phó càng khôn cơ đức uy giống như bị dội cho một gáo nước lạnh vậy bởi vì cùng là đỉnh phong võ đế thế nhưng phó càng khôn lại đem đến cho hắn cảm giác hít thở không thông làm hắn cũng không thể nhìn ra đến cuối cùng phó càng khôn mạnh đến mức nào mà lúc này thấy phó càng khôn trở về xuất hiện trong tổ địa cơ gia tần trần tức khắc cười rộ lên nói phó huynh ngươi trở về rồi nhìn bộ dạng đắc ý lúc này của tần trần làm phó càng khôn càng thêm buồn bực sau khi rời khỏi cơ gia hắn liền đi tới một vài tòa thành trì cỡ lớn trong vũ vực để hiểu rõ xem trong vòng 200 năm qua vũ vực đã phát sinh những biến hóa gì và làm hắn không ngờ tới là chỉ trong vòng có 200 năm huyết mạch thánh địa đã không còn là thế lực cao cấp nhất vũ vực nữa mà thay vào đó là phiêu miễu cung dưới chứng phiêu miễu cung là chấp pháp điện đây cũng là một thế lực hết sức kinh khủng mạnh đến đáng sợ nếu như lần này hắn tùy tiện trở lại huyết mạch thánh địa thì sợ rằng sẽ giống như từng trần nói trước đó chẳng những không thể thay đổi được gì mà còn khó thoát khỏi cái chết hơn nữa thương thế trên người hắn mặc dù đã chữa khỏi bảy tám phần thế nhưng thương tổn trong hơn 200 năm qua làm sao có thể một sớm một chiều hoàn toàn khôi phục được nên thực lực hiện tại của hắn cũng chỉ có 7 đến 8 thành của thời kỳ toàn thịnh ngày đó nên hắn không thể ngang nhiên trở về huyết mạch thánh địa được chính vì thế cũng chỉ có thể quay trở lại tìm đến tầng trần mà thôi về phía tầng trần nhìn bộ dạng buồn bực lúc này của phó càng khôn hắn càng cười đắc ý hơn sau đó đưa tay phải ra lên tiếng nếu như đã trở về rồi thì cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy dù gì mục tiêu của chúng ta cũng giống nhau không bằng cùng nhau liên thủ đối phó với phiêu miễu cung quay sang vỗ tay tầng trần một cái trong lòng phó càng khôn có chút sao động nói ta đều đã trở lại rồi hiện tại còn có thể nói cái gì nữa đúng lúc này một đệ tử cơ gia vội vã chạy vào bẩm báo theo như hắn nói thì người của mặt gia lại tới thế nhưng lần này đích thân ông tổ nhà họ mặc là người dẫn đội yêu cầu lão tổ đi ra gặp hắn để chấp hành nhiệm vụ của phiêu miễu cung nếu không sẽ đích thân bẩm báo lại chuyện này cho phiêu miễu cung ngay khi tên này vừa báo cáo xong thì cả đám đã nghe thấy thanh âm tràn đầy tức giận của ông tổ nhà họ mặc đang gào thét bên ngoài con rùa đen rút đầu cơ vô pháp mau đi ra đây nếu còn không đi ra chấp hành mệnh lệnh của phiêu miễu cung thì đừng trách chúng ta đem chuyện này bẩm báo lại phiêu miễu cung cũng đúng lúc đó Tần Trần đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch có thể đem Mạc Gia tiêu diệt, đồng thời cũng tạo ra cho Phiêu Miểu cung một cái đã kích vô cùng lớn. Thế là hắn liền đem kế hoạch của bản thân nói ra cho mọi người xung quanh, làm cho ánh mắt của tất cả mọi người tức khắc sáng lên. Và khi đã biết được sơ qua kế hoạch của Tần Trần, lúc này đại trưởng lão dẫn đầu đám người đi ra khỏi tổ địa cơ gia. Vừa ra đến bên ngoài, thấy ông tổ nhà họ Mạc, Mạc Văn Sơn, đang tức đến xanh mặt, đại trưởng lão cơ gia, cơ đức uy tủng tiểm cười nói, ha hả, Mạc Văn Sơn lão tổ, làm sao đến cơ gia ta mà cơn tức lại lớn như vậy, sao không ngồi xuống một chút để hạ hỏa nghe được lời này một tên túc lão của mặt da tức giận quát lớn cơ đức uy bây giờ ngươi mới chịu đi ra sao cơ gia các ngươi đúng là quá phận vậy mà dám không nghe theo hiệu lệnh của phiêu miễu cung đây là tội gì về phía cơ đức uy nghe tên này quát tháo như vậy hắn cũng không có tức giận vẫn cười hiếp mắt nói ai bảo cơ gia ta không nghe theo mệnh lệnh của phiêu miễu cung chứ đấy chỉ là lúc trước cơ gia ta tương đối bận rộn mà thôi hiện tại lão tổ của chúng ta đang bế tử quan thế nên hành động lần này lão tổ đã trao toàn quyền cho ta xử lý nếu như mấy vị muốn đánh lén hiên viên đế quốc thì xin đi trước dẫn đường lời này vừa được nói ra liền làm cho đám võ giả mặt gia tất cả đều tức giận mà tên túc lão khi trước cũng không thể nhịn được thêm nữa ngữ khí liền trở nên khó nghe quát lớn cơ đức uy ngươi không có tư cách cùng lão tổ nhà họ mặt chúng ta nói chuyện màu bảo cơ vô pháp lăn ra đây nguyên bản vẻ mặt còn đang ôn hòa ngay khi nghe được lời này sắc mặt cơ đức uy tức khắc đại biến bàn tay hắn lộ ra trực tiếp hướng tên túc lão của mặt gia kia tác tới kèm theo đó là giọng nói lạnh như băng vang lên quát dám vũ nhục ông tổ nhà họ cơ chúng ta ngươi đây là tự tìm cái chết về phía tên túc lão của mặt gia kia đối mặt với công kích của cơ đức uy hắn cũng không sợ hãi chút nào hư lạnh một tiếng hắn trực tiếp vung tay lên phản kích ngay thế nhưng đối mặt với một chưởng của cơ đức uy đánh xuống thì sắc mặt tên túc lão kia đột nhiên đại biến xương tay trực tiếp bị trấn nát sau đó một khắc đã bị bàn tay của cơ đức uy tát lên trên mặt đem hắn đánh bay ra ngoài trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi một chưởng nhẹ nhàng đem tên túc lão kia giải quyết cơ đức uy lạnh lùng lên tiếng phế vật như ngươi cũng dám ở trước mặt lão phu ngông cuồng nếu không phải xem ở mặt mũi của phiêu miễu cung thì lão phu đã một tác đem ngươi đập chết luôn rồi chứng kiến một màn này làm đám võ giả của mặt gia không khỏi hít vào một hơi khí lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cơ đức uy thất thanh lên tiếng là đỉnh phong võ đế sao trong nhất thời tất cả cường giả mặt gia đều lặng im như tờ không ai lên tiếng nói lời nào đúng lúc đó mạc văn sơn vỗ tay đi lên trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng nhìn cơ đức uy nói thật không nghĩ tới nhiều ngày không gặp mà đức uy huynh đã đột phá đến võ đế đỉnh phong thật đáng chúc mừng tần trần đứng ở một bên nghe vậy thì không khỏi tê cả da đầu trong lòng thầm nghĩ tên gia hỏa này thay đổi sắc mặt cũng quá là kinh khủng đi lúc trước vẫn là khí thế hung hăng muốn tìm cơ vô pháp gây phiền toái thế mà bây giờ chứng kiến cơ đức uy đột phá đến đỉnh phong võ đế xong thì thái độ lại thay đổi nhanh như vậy đường đường là ông tổ mặt gia vậy mà lại cùng một tiểu bối xưng hô đồng dạng như thế làm sao bảo tần trần không bội phục cho được quay lại với mặt văn sơn thì sau một hồi tươi cười chém gió một hồi với cơ đức uy thì hắn cũng đi vào chuyện chính đó là nhanh chóng xuất phát tiến công hiên viên đế quốc lần này tiến công đánh lén hiên viên đế quốc tất cả võ giả đều là cường giả võ đế trở lên mà mặc gia vì trả thù hiên viên đế quốc có thể nói là đã điều động toàn quân toàn bộ võ đế còn dư lại tất cả đều xuất động chỉ để lại một vài người già yếu trong nghĩa trang của mặc gia mà thôi ở nơi đó có cường giả dị ma tộc thủ hộ nên coi như là an toàn ở trong đội hình xuất phát lần này của mặc gia có ước chừng gần 20 tên võ đế trong đó đỉnh phong võ đế có một người là ông tổ nhà họ mạc mạc văn sơn hậu kỳ võ đế có một người đó chính là tên túc lão khi trước bị cơ đức uy tác cho hộc máu mồm về phần trung kỳ võ đế thì có ba người còn lại thì đều là sơ kỳ võ đế về phía cơ gia thì lần này xuất động nhiều cao thủ hơn ngoài cơ đức uy cơ hồng trần và cơ như nguyệt ra thì còn có năm tên trung kỳ đỉnh phong võ đế cường giả cùng với gần 10 tên sơ kỳ đỉnh phong võ đế nữa mà tần trần và phó càng khôn thì xem lẫn trong 10 tên sơ kỳ đỉnh phong võ đế này đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo